Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún. Tập 99, chương 757, quay về Mao Sơn, phần 1. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường rất sớm, hẹn Nhuế Lãnh Ngọc cùng với Tứ Bảo đi ăn sáng, sau đó lại gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, bảo cô qua bên này. Rốt cuộc cô cũng là cảnh sát, có một số việc vẫn phải cần cô tới xử lý. Tạ Vũ Tình vừa đến nơi, nhìn thấy trên đầu với hai vai của Diệp Thiếu Dương quấn băng gạc, bị dọa đến ngây người, buộc hắn phải kể lại sự tình đã trải qua. Sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời khiếp sợ không nói lên lời. Trường đạo sinh đã chết rồi sao? Đến thi thể cũng không còn. Đã bị lửa đốt thành tro rồi, có lẽ còn tro cốt, cô đi tìm xem. Vậy thì đi thôi. Tạ Vũ Tình nói, cô vốn là muốn đi chụp mấy tấm ảnh để lưu lại trong hồ sơ, bởi tính chất đặc thù của phòng ban, báo cáo kết quả, kết án của sự kiện thần quái có thể không theo quy trình bình thường. Nhưng nếu như có ảnh chụp, làm chứng thì sẽ tốt hơn. Xem ra phải tìm cấp trên nói chuyện một chút, chuyện này là xử lý đặc thù. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương băng vải quấn đầy đầu, xoay người nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Lần này ít nhiều cũng nhờ có cô. Thiếu Dương mới không việc gì, cảm ơn. Về sau phải trông cậy vào cô, hiện tại cô cũng đừng đi vội. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, không cần khách khí đâu. Diệp Thiếu Dương hơi cúi đầu. Còn chuyện kia nữa, chúng ta thương lượng với nhau một chút, làm thế nào đây? Tứ Bảo thật xảo diệu dẫn dắt, chuyển đi đề tài. Thiếu Dương, người tính đối phó Tử Nguyệt như nào? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tạ Vũ Tình đã nói. Vừa rồi trên đường tới đây, con trai của Ngô Nhạc Ý có gọi điện cho ta, chờ nhờ ta chuyển người tới ngươi. Hắn nói nếu ngươi một lòng diệt trừ Tử Nguyệt, hắn cũng không cách nào ngăn trở cả. Nhưng nếu như Tử Nguyệt chết đi, trận pháp bị phá, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì nửa tháng. Đến lúc đó Đồng Giáp Thi Vương nhất định sẽ thoát ra. Hắn bảo ngươi tốt nhất là suy nghĩ biện pháp đối phó với Thi Vương như thế nào rồi mới động thủ, bằng không để Đồng Giáp Thi Vương cùng đám cương thi thoát thì hậu hoạn vô cùng. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, con trai Ngô Nhạc Ý sao lại liên hệ với cô? Tạ Vũ Tình cười cười, đừng quên người ta là thổ hào, mạng lưới quan hệ rất lớn, muốn tìm cách liên lạc với tôi rất dễ mà. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại thấy đúng rồi nói, hắn nói gì về Thi Vương không, có tin tức gì hay không? Ta có hỏi, nhưng hắn nói hắn không biết. Lương đạo sinh chỉ nói qua với hắn, Thi Vương rất khó đối phó, chỉ có thể áp chế chứ không thể diệt trừ. Tứ Bảo nghe vậy liền nói, lúc trước Lương đạo sinh tuyên bố tứ cửu sinh cơ biến, giết nhiều người như vậy, cũng không muốn đánh nhau cùng với Đồng Giáp Thi Vương, có thể thấy được nó rất lợi hại, không chừng là đánh không có lại đâu. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Thi Vương không có khả năng khủng bố như vậy. Xem ra Lương đạo sinh lo lắng không phải chỉ có một mình Thi Vương, mà là sợ Đồng Giáp Thi trong cổ mộ đồng loạt tràn ra, chẳng may để một con chạy thoát thì cũng vô cùng phiền toái rồi. Thế giờ chúng ta làm sao để tránh được chuyện này? Tứ Bảo gãi đầu, trước giờ ta chưa từng đánh nhau với Đồng Giáp Thi, chỉ biết là chúng nó đau thương bất nhập, pháp thuật cũng không làm gì được. Này, người có biện pháp nào tốt hay không? Ta cũng chưa gặp qua Đồng Giáp Thi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, chuyện này quan hệ trọng đại, không thể làm bừa được. Ta muốn quay về núi một chuyến, hỏi sư phụ xem có biện pháp nào tốt hay không, nhân tiện cũng hỏi một chút chuyện khác. Lời vừa nói mấy người liền ngẩn ra. Tứ Bảo nhíu mày, sư phụ của ngươi không phải là đi vân du thiên hạ rồi à? Lần trước ta có hỏi Quách sư huynh nói có biện pháp liên lạc được với sư phụ. Ta đã bảo nhắn lại, xác định là người đang ở trên núi. Cái này chẳng phải trước đó sư phụ ngươi không muốn gặp ngươi sao? Ta tìm được tin tức của Đạo Phong,
có việc muốn thông báo, lão không thể không gặp. Diệp Thiếu Dương nói, dù sao Tử Nguyệt cũng không rời được khỏi U Linh Lộ, chúng ta cứ chuẩn bị tốt một chút rồi đối phó với cô ta, ta nhiều nhất mấy ngày sẽ quay lại. Nói xong, lần lượt nhìn thoáng qua Tứ Bảo và Tạ Vũ Tình. Hai người có thể tìm kiếm một chút tình huống cụ thể về cổ mộ, ví dụ như thân phận của mộ chủ, ở phía dưới tổng cộng có bao nhiêu con cương thi, rồi còn thiết kế của cổ mộ. Dù sao, cố gắng tìm được càng nhiều thông tin cùng manh mối càng tốt, tương lai chúng ta sẽ chắc chắn nhiều hơn. Hai người kia gật đầu. Tạ Vũ Tình liền nói, ta còn có một việc tìm ngươi. Gần đây Thạch Thành xảy ra chuyện lớn, các người có biết không? À, xem ra mấy người đây bận rộn, chắc là không biết. Là như thế này, tại một tiểu khu nào đó ở Thạch Thành, có một người mẹ độc ác trốn khỏi nhà, dĩ nhiên là đem hai đứa nhỏ nhốt ở trong phòng, làm cho chúng nó chết đói. Qua một thời gian lâu mới phát hiện ra, đồng nghiệp của ta đến hiện trường xem, hai đứa nhỏ bị đói chết, bi thảm đến không dám nhìn. Tiếp đó, nàng đem tình hình cụ thể kể lại tỉ mỉ. Ba người Diệp Thiếu Dương nghe xong tin này thổn thức không thôi, đến Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt cũng lộ vẻ không đành lòng. Chuyện này quả thực rất bi thảm, bất quá có can hệ gì đến pháp sư chúng ta? Tứ Bảo chần chừ nói, nghe ta nói đã, đây thật sự là một sự kiện thần quái. Nghe nói lúc ấy có người gọi cảnh sát, chính là nhà hàng xóm sát vách nhà họ. Buổi tối ông nghe thấy bên nhà có tiếng trẻ con khóc, mới đầu cũng không biết người mẹ nào đã bỏ con lại. Bọn con nít cứ khóc hoài, thấy có chút không ổn, gõ cửa cũng không mở, vội vàng đi báo cảnh sát. Hơn nữa, đồng sự của chúng ta lúc thăm dò hiện trường xác nhận xảy ra hiện tượng thần quái. Chuyện này còn chưa làm xong thì cách đây mấy ngày, trong tòa nhà đó có rất nhiều hộ gia đình phản ánh gặp sự kiện thần quái nữa. Ví dụ như thang máy tự nhiên khởi động, đến mỗi một tầng đều dừng lại, sau đó lại thấy có người giặt quần áo tại bể bơi công cộng vào buổi tối. Nhìn mặt bồn nước, thấy trên trần nhà là khuôn mặt trẻ con. Những chuyện tương tự như vậy có không ít, cho nên hiện tại vụ này chuyển tới phòng của chúng ta chính là do ta phụ trách, ta chỉ có thể tìm các người. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quỷ chết đói oán khí không nhỏ, hơn nữa lại là trẻ con, rất dễ biến thành lệ quỷ. Bất quá đây cũng chỉ là tương đối thôi, rốt cuộc bọn chúng mới thành quỷ được mấy ngày cũng không có lợi hại gì. Cô đi tìm lão Quách là được, đối phó loại tiểu quỷ này đối với sư huynh thì không thành vấn đề đâu. Tạ Vũ Tình đáp, vậy ta tìm lão Quách, nếu như lão không đối phó được ta lại đến tìm các người. Không có khả năng là không đối phó được đâu, Tứ Bảo nói. Cũng không nhất định thế, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Mấy người nói chuyện đến giữa trưa thì cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Trong lúc ăn uống, Diệp Thiếu Dương lấy ra một khối ngọc thạch hình trứng gà màu lam, chăm chú nhìn nửa ngày. Hồn tinh thạch, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua rồi nói, hồn tinh thạch dùng để phong yêu, sao người lại có cái này? Đây là dương cực hồn tinh thạch, là Đạo Uyên chân nhân ở Long Hồ Sơn cho ta, cùng với âm cực hồn tinh thạch là một đôi. Diệp Thiếu Dương liền nói lại một lượt mà việc Đạo Uyên chân nhân ủy thác mình đi làm cho mọi người nghe. Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo cũng không biết chuyện này, sau khi nghe xong thì khiếp sợ không thôi. Phệ hồn ma là quỷ vực chi hồn, chuyên hút hồn phách để tu luyện, bất kể là sinh hồn người sống hay là cô hồn dã quỷ đều không tha. Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm, thứ này có chút tu vi nhưng khẳng định là ngươi có thể đối phó, chỉ là trời sinh tính tình xạo trá, am hiểu biến hóa, thực không dễ dàng mà bắt được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ta có thể thông qua hồn tinh thạch cảm ứng được, nó đang ở vùng này. Lúc trước cũng có điều tra qua vài chỗ nhưng không thấy, chắc là nó còn đang ngủ đông, như vậy rất khó tìm được nó. Chờ thu phục xong thi vương, ta sẽ phải tập trung đối phó nó. Tuy hiện tại nó không có đi di chuyển, nhưng nếu lưu lại thì cũng là tai họa ngầm. Chương 758, quay về Mao Sơn, phần 2. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương định trở về thu thập một chút rồi lên đường. Vì vậy Tạ Vũ Tình nói Tứ Bảo đưa mình tới chỗ bọn họ đấu pháp hôm qua, dù sao thì cũng phải chụp mấy tấm ảnh hiện trường. Hai người liền đi trước. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc quay về khách sạn. Người đã lấy vé rồi sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương thu dọn đồ đạc đứng một bên hỏi. Ta đã kiểm tra rồi, chuyến tàu lửa cao tốc 1 giờ nữa xuất phát, vẫn còn vé. Đợi một lát nữa sẽ mua trực tiếp tại nhà ga, ta không muốn đi dùng di động đặt vé. Nhuế Lãnh Ngọc nói, mấy tiếng nữa thì tới, ta không thích ngồi xe, ngồi lâu khó chịu lắm. À, độ khoảng 3-4 tiếng. Cô cũng đi à? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, có chút kích động.
ta ở đây cũng chẳng có việc gì, vốn dĩ cũng muốn tham quan Mao Sơn trong tam đại tông môn của đạo môn, cho nên định đi cùng ngươi một chuyến. Diệp Tiếu Dương cười hăng hắc, bất quá ta phải nói trước, chuyến này cô khẳng định là sẽ thất vọng đó. Một giờ sau, hai người ngồi trên chuyến xe lửa cao tốc đi về hướng thị trấn Cú Dung. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương giúp nàng đổ nước vào mì gói, vô cùng ân cần. Nhuế Lanh Ngọc vẫn trước sau như một, lãnh đạm. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, không khỏi nói: cô ban ngày so với buổi tối không giống nhau, dường như không phải là cùng một người vậy. Nhuế Lanh Ngọc mắt lạnh nhìn hắn: không giống nhau cái gì? Đêm qua cô rất chủ động. À không phải là ý đó. Nhưng đã chậm mất, bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức dẫm vào chân một cái, đau quá đến kêu lên. Chuyện đêm qua về sau cấm không được nhắc lại. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh như băng nói: được rồi, không đề cập tới. Cái kia, cái chữ viết mà cô lưu ở trên tay ta có phải là... không được nói. Nhuế Lãnh Ngọc vẻ mặt có chút mất tự nhiên: gửi tin nhắn qua di động cho ta. Hay, đâu cần tốn công như vậy. Diệp Tiếu Dương lớn gan cầm lấy tay nàng, viết ra ba chữ "yêu thương ngươi" vào trong lòng bàn tay, khẩn trương hỏi: có phải là ba chữ này không? Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn đã viết xong, nhàn nhạt cười, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần: đoán đúng rồi phải không? Diệp Tiếu Dương kích động không thôi: đừng có mà tự luyến nữa, tháng sau đoán lại đi. Một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu của Diệp Tiếu Dương. Chẳng lẽ mấy chữ nàng viết căn bản không phải là ở phương diện này? Chính mình đã hiểu sai ý, tâm lý lập tức trở nên thấp thỏm không yên. Sau khi đến Cú Dung, coi như đã về đến địa bàn của Diệp Thiếu Dương, gọi một chiếc taxi đưa Nhuế Lãnh Ngọc đi tham quan ngắm cảnh Mao Sơn. Phong cảnh Mao Sơn thì kỳ thực thì cũng chẳng ra gì đâu, du khách không nhiều lắm, những người này đều là tới dâng hương cầu bùa hộ mệnh. Trên đường lên núi, Diệp Thiếu Dương nhìn khách khứa thưa thớt trên đường rồi nói: chân núi có một trấn nhỏ. Hai người đi xuyên qua đó, nhìn cảnh vật quen thuộc, Diệp Thiếu Dương bỗng thấy hưng phấn lạ thường, cảm nhận được mùi hương quen thuộc trong không khí, tham lam hít vài hơi. Trời rất nhanh tối đó, lát nữa còn phải leo núi, chúng ta đi ăn chút gì đó rồi lên núi. Diệp Thiếu Dương đưa Nhuế Lãnh Ngọc tới một tiệm cơm ven đường. Ông chủ là một đại thúc độ 50 tuổi, vừa thấy có khách vào, ân cần tiếp đãi: hai vị vào bên trong ngồi, hai vị tới ngắm cảnh hay là dâng hương? Ở đây ta có bán hương giá rất là phải chăng, đạo sĩ trên núi cũng bán, nhưng hương không tốt thế này đâu. Diệp Thiếu Dương đánh nhẹ vào cái ót của ông ta: Triệu Nhi Thúc, tính cướp suy nghĩ của ta đấy à? Ông chủ sừng sốt, ánh mắt dừng lại ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương, khuôn mặt liền mở ra tươi cười: Thiếu Dương, người quay lại rồi à? Ông chủ đấm một quyền lên vai hắn: Chà chà, ăn mặc thế này ra giá người thành phố rồi. Hai người thân thiết nói chuyện một lúc. Một lát sau, ông chủ mới nhìn sang Nhuế Lãnh Ngọc đang đứng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương: đây là người yêu của ngươi à? Đây thật là có phúc khí, đưa về gặp mặt sư phụ à? Thôi đừng có nói bậy, mau đi chuẩn bị cơm cho chúng ta đi, sắp chết đói rồi đây này. Diệp Thiếu Dương quay sang Nhuế Lãnh Ngọc, cười một cách ngượng ngùng, dẫn nàng vào phòng. Này, ngươi không gọi món à? Không cần đâu, lão Triệu biết ta thích ăn gì mà. Quả nhiên không lâu sau, ông chủ bưng đồ ăn vào, cười tủm tỉm: đều là món ăn mà ngươi thích, hai người cứ chậm rãi mà dùng nhá. Nhuế Lãnh Ngọc đưa mắt nhìn, là một đĩa dạ dày heo, một đĩa thịt đầu heo, một đĩa hoa bầu dục xào, không khỏi quay sang Diệp Thiếu Dương cười khổ. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng lấy thực đơn, bảo Nhuế Lãnh Ngọc gọi thêm vài món. Vừa định ăn thì cửa phòng bị kéo ra, mấy người bán hàng rong, trong đó có nam có nữ, như ong vỡ tổ tiến vào, vây quanh bàn ăn ngồi xuống, thân thiết bắt chuyện, hỏi han các kiểu. Người miền núi chất phác, không biết kiêng dè, nói chuyện cũng lớn mật. Thấy bên cạnh Diệp Thiếu Dương có cô nương xinh đẹp, liền nghĩ là bạn gái của hắn, mồm năm miệng mười chọc ghẹo vui đùa, mặc cho Diệp Thiếu Dương giải thích như thế nào cũng không chịu nghe. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi một bên, dùng thái độ lạnh nhạt để che giấu bối rối, một câu cũng không nói, cơm cũng không có ăn. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ phải đuổi bọn họ đi, ngồi xuống bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc xin lỗi: bọn họ đều là tiểu thương quanh đây, dựa vào Mao Sơn để sống qua ngày, đã nhìn ta từ nhỏ lớn lên, cho nên nói chuyện hơi tùy tiện, cô đừng để ý. Nhuế Lãnh Ngọc mặt lạnh không nói lời nào. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Dương ra ngoài chào hỏi cả nhà ông chủ, cũng không có trả tiền, trực tiếp đưa Nhuế Lãnh Ngọc lên núi. Mao Sơn tổng cộng có 3 ngọn núi, 2 ngọn núi song song ở phía trước đều là khu phong cảnh, kiến trúc ở đó đều được xây dựng,
Sau này chủ yếu là để lừa gạt du khách, nhìn xem thì cũng được đó. Bất quá có một nơi không tệ, để tôi đưa cô qua đó đi dạo. Diệp Tiêu Dương dẫn nàng đi trên một con đường nhỏ xuống núi, xoay quanh mấy vòng tới một sơn cốc. Một dòng suối nhỏ từ giữa chảy xuyên qua, dọc theo dòng suối xây dựng một hành lang dài cổ kính. Nhuế Lan Ngọc liếc mắt nhận ra đây không phải là kiến trúc hiện đại. Phía bên hành lang dài kia có một số kỳ phong quái thạch cao chót vót đan xen nhau trông rất thú vị. Mấy chỗ liền nhau trong ánh nắng hoàng hôn thì quả thực là nhìn không có tồi. Nơi này thực sự không tồi, vì sao lại không bị khai phá? Nhuế Lan Ngọc có chút tò mò hỏi. Đây là nơi tổ sư Mao Sơn thanh tu, sư phụ ta rất thích, thường xuyên một mình đến đây đi dạo, sợ bị du khách làm phiền cho nên không cho khai phá thành khu ngắm cảnh, chỉ có Mao Sơn đệ tử mới có thể tới. Hai người đi theo hành lang dài đến đầu bên kia, tới một tiểu đình hóng gió, ngồi xuống. Ở ngoài đình có một dòng suối chảy qua tạo thành hồ sâu, ở bên trong có không ít rùa cá bơi lội, cũng rất là lãng mạn. Ngồi đình hóng gió nghỉ ngơi một lát, thấy sắc trời sắp tối, Diệp Thiếu Dương liền đưa nàng vòng đường nhỏ đi lên sau núi. Kết quả vừa mới đi không được vài bước, đột nhiên đứng lại, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay phải của mình. Nhuế Lãnh Ngọc thấy vẻ mặt của hắn không đúng, liền tiến tới bên cạnh, chỉ thấy trong năm đạo hồn ấn trên tay có một cái toát ra hồng quang nhàn nhạt, vội hỏi: "Làm sao vậy?" "Quả quả bị thương, sắp tới rồi." Vừa dứt lời, chỉ nghe bùm một tiếng vang lên, hai người vội quay đầu, thấy hồ nước ở bên ngoài đình hóng gió, bọt nước văng khắp nơi. Một bóng người từ giữa hồ bắn ra, rơi xuống bụi cỏ, lăn vài cái, rồi từ trên mặt đất ngồi dậy, quay qua nhìn Diệp Thiếu Dương, giọng gấp gáp: "Lão đại, lão đại, cứu ta!" Không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, chỉ thấy bóng người nữa từ trong nước chậm rãi trôi lên, là một người cao gầy, nhìn qua khoảng 40 tuổi, sắc mặt vàng như nến, không có một chút cảm xúc nào cả. Chương 500-759 Di Thiên Đại Họa. Mặc áo bào màu trắng, đầu đội một chiếc mũ rất cao, mặt trên viết bốn chữ Nhất Kiến Phát Tài. Tay trái cầm một cây gậy tang lễ, tay phải nắm một chuỗi xiềng xích đen như mực, một đầu của nó gắn với một cái móc rất lớn, nhìn qua hình dáng tương tự với Địa Ngục Câu Hồn Tác của Diệp Thiếu Dương. Người mặc áo bào màu trắng, toàn thân vây quanh bởi một tầng lục quang dày đặc, là Bạch Vô Thường. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Linh Ngọc theo bản năng lùi lại một bước. Hắc Bạch Vô Thường chính là người dưới trướng của Diêm La Vương, trên danh nghĩa là sứ giả câu hồn, thế nhưng trên thực tế rất ít khi tới dương gian. Quỷ hồn thường thường đều có những quỷ sai đi câu, chỉ lúc nào gặp được nhân vật trọng yếu thì họ mới xuất hiện. Ví dụ như là Sát Tinh Ma Đầu, lệ khí ở trên người quá nặng, cho dù là lúc sắp chết, quỷ sai cũng không dám tới gần. Hoặc là pháp sư có pháp lực quá mạnh, sau khi chết, quỷ sai cũng không thể khống chế được vong hồn. Những trường hợp như vậy, Hắc Bạch Vô Thường mới xuất hiện để bắt. Hắc Bạch Vô Thường chỉ cần tới dương gian thì tất nhiên là để câu hồn, hơn nữa tuyệt đối không có vẻ tay không, thật là xứng danh với thực của cái tên tử thần. Hai huynh đệ này quan chức không tính là cao, nhưng bởi vì chỉ có Diêm La Vương cấp trên trực tiếp, người khác cho dù là chính điện Diêm La cũng không thể nào sai phái, quyền lực rất lớn, cho đến âm thần cũng không dám đắc tội với hai người bọn họ. Cho nên Diệp Thiếu Dương vừa thấy Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, đầu tiên thì có chút sửng sốt, ngay sau đó biết sự tình trọng đại, tiến lên vài bước, vỗ vỗ tay áo, khom người chắp tay hành lễ. Đệ tử Mao Sơn Diệp Thiếu Dương gặp qua thất gia, có lễ chào hỏi. Bạch Vô Thường tục danh là Tạ Tất An, được người đời gọi là thất gia. Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu, được gọi là bát gia. Sinh thời là một đôi huynh đệ kết nghĩa. Nhuế Lãnh Ngọc đứng phía sau cũng đơn giản hành lễ, chứng tỏ thân phận pháp sư của mình. Trên mặt của Bạch Vô Thường không hề có biểu tình gì, đứng ở trên mặt nước, há miệng phát ra âm thanh uy nghiêm, lạnh lùng: "Phụng chỉ bắt hồn, người không liên quan, mau tránh ra." Bạch Vô Thường này nghiêm túc nhất, so với Thôi Phủ Quân còn khó nói chuyện hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương biết vậy, cho nên trước giờ chưa từng giao tiếp với hắn, không nghĩ qua là cũng sẽ giao tiếp với hắn. Lập tức chắp tay cung kính: "Thật ra hiển linh là vì chuyện gì vậy?"
Bạch Vô Thường liếc mắt đánh giá một hồi, minh nhãn thông thiên vừa nhận ra đã biết hắn là thiên sư, cũng không thể không cho vài phần mặt mũi, vì thế dùng cờ chiêu hồn chỉ vào Qua Qua. Là chóc nã du hồn. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi liếc nhìn Qua Qua. Qua Qua vẫn còn ngồi ở trên cỏ, khóe miệng còn chảy ra một ít máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nhìn qua thật đáng thương. Diệp Thiếu Dương cau mày, thật ra không phải ta nói nhiều, nó cũng không phải là quỷ hồn trên dương gian, vẫn luôn ở dưới âm ti, xem như âm ti đã ngầm đồng ý, cũng chưa có làm qua chuyện xấu, thật ra bắt tội nó làm gì. Bạch Vô Thường hừ một tiếng. Việc của bổn tọa ngươi không có quyền hỏi đến, nhưng niệm tình ngươi là thiên sư, ta sẽ nói rõ cho ngươi một ít. Bổn tọa phụng lệnh truy bắt tội phạm quan trọng, lúc trở về âm ti, đi qua con đường gần cầu Nại Hà, phát hiện thằng nhãi này dẫn một đôi quỷ tốt đến từ Thái Âm Sơn, ý đồ thông qua địa giới. Chuyện này vi phạm giới luật, đương nhiên nghĩ sẽ bắt hắn truy hỏi, thẩm tra kỹ càng tỉ mỉ. Không nghĩ tới thằng nhãi này ngang nhiên dám kháng lại, ta một đường đuổi theo đến nơi này, hiện tại sắp bắt được hắn. Người thân là thiên sư, đương nhiên là biết qua tam giới ngũ luật, còn không mau lui ra. Qua Qua không đợi hắn nói xong liền hét lên: Oan cho ta, hai tên gia hỏa kia vốn là tới bắt ta, ta cùng đường nên mới chạy đến cầu Nại Hà. Thất gia không đi bắt chúng nó, ngược lại bắt ta làm gì? Bạch Vô Thường phẫn nộ trừng mắt quát: Còn ở đây mà ngụy biện, ngươi theo bổn tọa đi Xâm La Điện nói cho rõ. Hơn nữa, cho dù ngươi là vô tâm, rốt cuộc cũng phạm phải điều cấm, bổn tọa cầu bắt ngươi có gì là sai? Qua Qua lau vệt máu dính ở trên khóe miệng, oan ức cũng nói: Ngươi dù là vô tâm cũng là vô cùng, thật là làm cho tao oan quá. Ta nào dám đi theo ngươi tùy tiện mà trách phạt, ta không có nhận nổi đâu. Còn dám giả mồm. Bạch Vô Thường cùng vung câu hồn tác quất về phía Qua Qua, quỷ lực rất mạnh. Qua Qua không thể nào mà khống chế được, theo bản năng giơ tay lên che chắn, đột nhiên cảm thấy bên hông căng ra, bị người ta kéo đi. Ngẩng đầu thì nhìn thấy là Diệp Thiếu Dương đang dùng câu hồn tác kéo nó về phía sau, lúc này mới thở phào một hơi. Diệp Thiếu Dương thấy Bạch Vô Thường trừng mắt nhìn mình, liền chắp tay nói: Ta đã hiểu mọi chuyện, chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm, xin thất gia giơ cao đánh khẽ, thả cho hắn một con đường, sẵn lần sau nếu như tái phạm xin xử phạt gấp đôi cho. Bạch Vô Thường lạnh lùng cười: Vốn dĩ chuyện này cũng không lớn, nhưng thằng nhãi này trên đường trốn chạy còn dám động thủ với bổn tọa, dám lớn mật làm bậy, nhất định là trị tội không tha. Ngươi mau đi đi, không được cản trở bổn tọa chấp pháp. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn, biết là không thể nào giải thích tiếp, đành phải khẩn cầu: Tiểu tử này là quỷ phó của ta, tốt xấu gì cũng gọi ta một tiếng lão đại. Thật ra xem mặt mũi của ta một chút, giơ cao đánh khẽ, ta sẽ đốt nhiều tiền vàng coi như cảm tạ thất gia, là vô cùng cảm tạ. Không cần nói lời vô nghĩa nữa. Bạch Vô Thường cắm chiêu hồn phiến lên mặt đất, một đạo quỷ khí trang nghiêm tràn ra xung quanh, lạnh lùng nói: Diêm Vương bảo ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi tới canh năm? Bổn tọa nói nhiều với ngươi như vậy cũng là cho ngươi đục mặt mũi rồi. Còn tiểu quỷ này, bổn tọa nhất định bắt. Ngươi còn dám cản trở bổn tọa chấp pháp, đến ngươi ta cũng bắt mang đi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, thở dài quay đầu lại nhìn Qua Qua: Ngươi á, chọc ai không chọc, lại chọc vào hắn, đúng là bị ngươi hại chết mất thôi. Qua Qua miễn cưỡng đứng lên: Ta vốn chỉ muốn kích hoạt hồn ấn, nhưng cơ hội chạy lên nhân gian
tính trốn một thời gian. Không ngờ hắn lại theo lên đây. Lão đại đừng khó làm khó dễ. Nếu hắn không chịu, ta đi cùng hắn một chuyến là được. Người yên tâm, ta không việc gì đâu. Nói xong cất bước tập tễnh đi về phía Bạch Vô Thường. Đã chạy trốn lâu như vậy, đương nhiên là nó không muốn cùng Bạch Vô Thường trở về. Hơn nữa hiện tại trên người còn đang gánh thêm tội danh tập kích âm thần. Nhưng mà vì không muốn làm khó Diệp Thiếu Dương, nó cũng chỉ còn biết nhận tội, không có một câu oán giận. Đột nhiên một bàn tay đè chặt vai nó, làm cho nó không thể động đậy. Quay đầu lại nhìn thì là Diệp Thiếu Dương đang giận dữ nhìn nó. Ta mắng ngươi gây rắc rối, chứ ta bảo ngươi đi bao giờ? Qua Qua ngẩn ra, trong nháy mắt đã hiểu, thất thanh nói: Lão đại, không được, hắn là âm phủ chính thần đó. Quay lại cho ta. Diệp Thiếu Dương một tay kéo nó ra đằng sau, xoay người nhìn Bạch Vô Thường, âm thanh trở nên sắc lạnh, chắp tay nói: Thật ra ta kính người là chính thần, một lòng vì làm việc, nhưng người cũng đừng có bức ép người. Bạch Vô Thường sắc mặt lạnh lùng: Bức người thì thế nào, người thân là thiên sư lại dám bảo trẻ tội phạm sao? Diệp Thiếu Dương hơi ngẩng đầu lên cười tà: Thật ra đừng có chụp mũ, dù sao tiểu quỷ này hôm nay người cũng không mang đi được đâu. Bạch Vô Thường không tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh, trầm giọng nói: Ngươi còn dám động thủ với bổn tọa? Không dám, nhưng nếu thất gia cứ ép người như vậy, ta cũng chỉ có thể phụng bồi ngươi mà thôi. Diệt Thiếu Dương khẽ vung câu hồn tác, chỉ Qua Qua ở phía sau: Nó là quỷ phó của ta, ta không thể nhìn nó bị người ta bắt đi, ai tới cũng không được. Đừng nói là ngươi, Tạ Tất An, cho dù là Diêm La Vương tự mình tới đây cũng như vậy mà thôi. Chương 760 Âm Chú phần 1. Bạch Vô Thường vừa kinh vừa giận, chính mình tung hoành hai giới, ai nhìn thấy cũng đều phải cung kính, thằng nhãi này dĩ nhiên mà lại dám nói chuyện với mình như vậy. Lập tức giận đến sủi cả bọt mép, quanh thân quỷ khí bùng nổ, hình thành một cỗ uy áp cực mạnh, làm cho nước ở trong hồ cũng bị áp thành một cái lốc xoáy lan tràn xung quanh, cá rùa tranh nhau tìm nơi trốn. Người dĩ nhiên lại dám gọi tên húy của bổn tòa. Ta đã cùng người ăn nói khép nép, khẩn cầu đủ kiểu, là thất gia người không cho người khác mặt mũi mà thôi. Diệp Thiếu Dương cũng hoàn toàn phát hỏa, nhịn lâu như vậy, cầu lâu như thế, tên này còn được dịp lên mặt, càng ngày càng hung hãn. Tượng đất cũng có ba phần thổ tính. Tạ Tất An, ta kính ngươi là chính thần, kêu ngươi một tiếng thất gia, ngươi còn tưởng là ta dễ dàng bị khi dễ à? Ta còn chưa còn là những lời này. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì bước qua thi thể của ta, còn không có bản lĩnh thì đến chỗ nào về chỗ đó đi. Muốn đánh với ta đây, bổn thiên sư cùng chơi với ngươi đi. Được lắm. Bạch Vô Thường vung lên câu hồn tát, hét một tiếng vang như sấm, chậm rãi đi về phía Diệp Thiếu Dương. Cô đưa Qua Qua lùi qua bên kia một bước đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Nhuế Lãnh Ngọc: Cô tuyệt đối không được động thủ, một câu cũng đừng nói. Một khi cùng Bạch Vô Thường quyết đấu, vấn đề sẽ trở nên phức tạp, đến chính bản thân mình cũng không biết sẽ đưa đến bao nhiêu tai họa lớn. Vì vậy tuyệt đối không thể kéo nàng cùng xuống nước. Nhuế Lãnh Ngọc rút ra toái hồn trượng từ trong ba lô, tiến lên một bước đứng bên cạnh hắn, một câu cũng không cần nói. Nàng đứng như vậy là đã tỏ thái độ của mình. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nhịn không được cười cười. Nụ cười của hắn làm cho Bạch Vô Thường trở nên mơ hồ. Chọc bổn tọa sắp gặp đại họa động trời mà còn cười được sao? Nhận lấy cái chết đi. Bạch Vô Thường lăng không bay tới, câu hồn tác tập hợp lại một cỗ quỷ lực rất lớn quét ngang qua đây. Diệp Thiếu Dương đẩy Nhuế Lãnh Ngọc ra, phi thân xông lên vung câu hồn tác, cường khí ngưng tụ đón đánh qua. Hai dây câu hồn quấn lại với nhau giống như là dây thừng vậy. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ thần bí theo dây câu hồn tác chuyển lên cánh tay. Cỗ khí tức này chỉ có âm thần mới có, trong sự trang nghiêm kèm theo một áp lực bá đạo, làm cho câu hồn tác của Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa rời tay, vội vàng lấy ra một lá linh phù dán lên trên xiềng xích.
Bạch Vô Thường khẽ quát một tiếng, miệng lầm rầm niệm âm chú, dùng sức lôi kéo. Câu hồn tắc trong tay của Diệp Thiếu Dương rời đi, bị hắn cầm lấy. Thứ này trong tay ngươi đúng là phế mà. Bạch Vô Thường miệng cười khinh miệt, vung câu hồn tắc, miệng thì thầm: Tử vi tinh đấu, đại đế linh quang, câu hồn tác mệnh, chí nhu chí cường. Tay trái thu hồi chiêu hồn phiên, không ngừng kết thủ ấn trước ngực. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, biết thứ hắn niệm chính là âm chú. Quỷ yêu thi linh bao gồm cả quỷ vực chi hồn, trong lúc đánh nhau đều có thể dùng là tự thân tu vi và hồn khí, chỉ có âm thần là khác biệt. Giống như Hắc Bạch Vô Thường là âm phủ chính thần, trên danh nghĩa đều là đệ tử của Phong Đô Đại Đế, mà Phong Đô Đại Đế là hóa thân của Tử Vi Đại Đế ở âm ti. Tử Vi Đại Đế là một trong tứ đế của đạo giáo, sau khi đã phân thân làm Phong Đô Đại Đế, cải biến hầu hết pháp thuật của mình, dương chú biến thành âm chú, thu nạp môn đồ rộng rãi, truyền thụ cho họ phong làm chính thần, dùng để chế ngự quỷ hồn. Cho nên mặc kệ Hắc Bạch Vô Thường hay là Thập Điện Diêm Vương cũng đều tự xưng là đệ tử của Phong Đô Đại Đế. Âm chú và dương chú cũng có ít điểm chung giống nhau, nhưng từ trước đến nay chỉ cho phép âm thần tu luyện, pháp sư nhân gian không thể luyện được. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ nghe nói qua, đây là lần đầu tiên trong lúc đấu pháp biết đến. Theo Bạch Vô Thường không ngừng niệm chú, câu hồn tác trong tay đón gió chuyển động, hồng quang lượn lờ, phát ra âm thanh ti ti giống như tiếng lệ quỷ khóc lóc thảm thiết. Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, lấy ra một ít linh phù miết ở trong tay, chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vô Thường niệm xong chú, ở dưới chân bất động, bóng người cấp tốc bay tới vùng câu hồn tác, dĩ nhiên chia ra làm tám, từ nhiều hướng khác nhau đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không lùi mà tiến, đánh ra tám lá linh phù, thiêu đốt trong nháy mắt, giống như tám ngọn đèn ở quanh thân mà vần, hình thành một đạo kết giới cường đại. Diệp Thiếu Dương hai tay bấm quyết phóng về phía Bạch Vô Thường. Vốn tưởng tám ngọn đèn có thể cản được xiềng xích một lát, kết quả bị xiềng xích quất qua, đèn lập tức tắt, tám đạo xiềng xích co lại bay lượn quanh người Diệp Thiếu Dương. Bát môn đầu truyền, thượng ngũ hạ tam, giả quỷ đề khốc, hóa vì khổ cốt. Bạch Vô Thường tay trái biến ảo pháp quyết, tám câu hồn tác tạo thành tử môn trong bát môn, vây quanh đánh tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn ra quẻ tượng, đành phải thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, dẫm đạp quẻ tượng né tránh công kích. Bạch Vô Thường rất bình tĩnh nhẹ nhàng, không nóng nảy một chút nào, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, dường như cũng không vội đánh thắng, mà chỉ múa may câu hồn tác, nhìn Diệp Thiếu Dương giống như thằng hề nhảy nhót, tựa hồ cảm thấy rất là hứng thú. Bổn tọa hôm nay sẽ cho người nếm kiến thức một chút, xem câu hồn tác thần diệu ra sao, bắt ngươi phải tâm phục khẩu phục. Bạch Vô Thường đắc ý nói, quẻ tượng tử môn ép Diệp Thiếu Dương sắp đến đường cùng. Đột nhiên quỷ tượng biến hóa, hóa thành sinh môn, nhưng chỉ do cho Diệp Thiếu Dương một cơ hội hít thở, tiếp theo sinh tử biến hóa liên tục, ẩn tàng sát khí. Tử sinh hữu mệnh, tứ tứ tương bình, càn vi thiên, khô vi địa, kim thạch, bất chứ thiên, phong vân, bất hạ địa, ly vi hỏa, khảm vi thủy, ngộ hỏa tiến ly môn, thủy yêm khảm trung sinh. Bạch Vô Thường vừa thi pháp, miệng vừa niệm âm chú. Diệp Thiếu Dương tuy rất mệt mỏi, nhưng trong lòng có nghi hoặc, hắn muốn làm gì đây? Tính trêu chọc mình sao? Nói rõ pháp môn tránh né, lại chặn đi sinh môn, muốn mình chết vì mệt sao? Mặc kệ như thế nào, mệt chết thì còn tốt hơn so với bị xiềng xích vây khốn. Diệp Thiếu Dương vốn đang do dự, không biết có nên rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm ra đối kháng hay không. Nếu như còn chưa tới bước đó, thì cứ y theo sự nhắc nhở của Bạch Vô Thường, dựa theo quy luật biến hóa của bát môn để né tránh xiềng xích. Nhuế Lanh Ngọc thấy hắn nhất thời không có nguy hiểm, cũng đứng qua một bên, không tham gia vào trận đấu.
Trong lúc bất chi bất giác, Bạch Vô Thường biến hóa ra bảy quẻ tượng. Diệp Thiếu Dương mệt mỏi, toàn thân đầy mồ hôi, bước chân tập tễnh, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nội tâm chấn động không thôi. Căn cứ theo âm chú mà Bạch Vô Thường vừa nói, vừa tránh né, vừa quan sát đường tiến công của tám câu hồn tác, ghi nhớ ở trong lòng. Đến đâu xuất bát quái tiên của ta, ngươi cũng không có phá nổi, còn dám dọa nạt bổn tòa. Bạch Vô Thường vô cùng đắc ý. Một câu hồn tác chia làm tám sợi mà vũ động không ngừng, không nhanh không chậm. Bổn tòa đánh chết ngươi. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Câu hồn tác này còn có thần thông gì chứ, mau dùng ra đi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Trong lòng lại nghĩ, thì ra môn pháp thuật này gọi là đầu xuất bát quái tiên. Bạch Vô Thường cười lạnh, một lượt đánh tám quẻ tượng của đầu xuất bát quái tiên, miệng nói: xem đây, chỉ cần một chiêu này cũng đủ cho người chết chắc rồi. Dùng sức kéo mạnh dây câu hồn thu vào trong tay, sau đó tay trái bấm quyết, cao giọng niệm chú. Câu hồn tác trong tay quỷ lực ngưng tụ, bỗng nhiên vung ra giống như rắn, đánh thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, Bạch Vô Thường lại biến hóa thủ quyết. Chương 761, âm chú phần 2. Linh xà cuồng vũ vu hồi thành, thiên hạ lệ quỷ giai tảo thanh. Thủ quyết biến đổi, dùng sức lay động, quả nhiên câu hồn tác chuyển ngược lại tập kích Diệp Thiếu Dương từ phía sau. Diệp Thiếu Dương lập tức xoay người thi triển bát quái bộ tránh né. Câu hồn tác kia vẫn luôn phong tỏa hắn, không rời một bước. Trong lòng kinh ngạc, bát quái bộ là phương pháp bỏ chạy của nội môn Mao Sơn, sao bây giờ lại vô dụng như vậy? Câu hồn tác kia lúc nhanh lúc chậm luôn bay trên đầu hắn, duy trì khoảng cách 3 tấc. Diệp Thiếu Dương hiểu ra Bạch Vô Thường đang cố ý trêu đùa hắn, bằng không đầu mình đã sớm nở hoa rồi. Cửu âm bình bát quái, nhuyễn ngạnh dài tâm hóa, thái ất bất xuyên phong, tam biên đoái nhị giáp. Bạch Vô Thường mỗi lần đọc một câu tâm pháp, câu hồn tác trong tay thay đổi phương vị. Diệp Thiếu Dương đạp một bước, câu hồn tác theo sát một tấc, gắt gao ngăn chặn mỗi bước trong bát quái bộ. Diệp Thiếu Dương tâm linh trong sáng, nghe được tâm pháp, lại quan sát chuyển động của câu hồn tác, mau chóng lĩnh ngộ quy tắc ở trong đó. Bước chân càng lúc càng nhanh, có tiến có lui, duy trì tiết tấu tương tự đối với câu hồn tác. Nhuế Lãnh Ngọc đứng qua một bên nhìn xem, thấy Diệp Thiếu Dương không phải bị câu hồn tác trói buộc, mà cả hai phối hợp đồng bộ, duy trì một nhịp độ ăn ý nào đó. Một bộ tiên pháp đánh xong, Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng, bỗng nhiên quất câu hồn tác giống như linh xà trườn tới, mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, đột nhiên tập kích, móc câu phía trước hóa thành một bàn tay quỷ màu lam bắt lấy Diệp Thiếu Dương. Một chiêu này tránh cũng không được, còn không mau lại đây cho ta. Bàn tay to mở ra muốn nắm lấy Diệp Thiếu Dương, oanh một tiếng, một đám mây tía bay trên trời, tiếng rồng ngâm vang lên, bức lùi bàn tay quỷ màu lam. Đồng thời trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm. Đắc tội rồi. Diệp Thiếu Dương vẽ ra một đường, đâm thẳng vào cánh tay quỷ màu lam, vừa muốn triển khai phản công, đột nhiên từ đâu lao ra một bóng người, trong tay cầm một đạo linh phù dán lên thân long tuyển kiếm. Hai cỗ khí tức va vào nhau, cả hai đều lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, Bạch Vô Thường còn có trợ giúp, không lẽ là Hắc Vô Thường? Vừa muốn quan sát cẩn thận, thân ảnh người nọ lại lần thứ hai vọt tới, tốc độ cực nhanh, một tay bấm pháp quyết. Diệp Thiếu Dương tra kiếm vào vỏ, cũng bấm một cái pháp quyết đánh tới. Đối phương trở bàn tay, trong tay áo bay ra một đạo tử phù. Tử khí tốc khóa, linh phù nghênh gió triển khai, bao lấy ngón tay của Diệp Thiếu Dương. Kim thiền thoát xác. Diệp Thiếu Dương tay trái lấy ra một đồng tiền, đập vào một tấm phù. Linh phù buông ra, vừa lật tay đánh văng đồng tiền về mặt đối phương. Đối phương tay kết thất biến, đánh văng đồng tiền. Lúc này Bạch Vô Thường hét lên một tiếng, một lần nữa vung câu hồn tác đánh tới. Đến được nửa đường thì người lọ xoay người, tay trái lấy ra một cây phất trần, lăng không vẽ thái cực đồ, chặn lại câu hồn tác ở đằng trước, lùi về phía sau một bước.
Thái cực đồ xoay tròn, vừa thu vừa thả, hóa giải kình khí trong nháy mắt, nhẹ nhàng đẩy trở về, chắp tay thân thiết cười nói: "Lão thất, làm gì mà đối với vãn bối lại hạ sát thủ như thế?" Bạch Vô Thường vẻ mặt phẫn nộ. Nhuế Lãnh Ngọc và Qua Qua lúc này mới có cơ hội đánh giá người này, vốn tưởng là tuyệt thế cao nhân gì đó, nhưng vừa nhìn thấy thì lập tức há hốc mồm. Là một lão nhân lưng hơi còng, bộ râu cá chê, mặc một bộ quần áo vải thô nhăn nhúm màu lam, nhìn qua giống như là một lão nhân ở nông thôn vậy. Đôi mắt nhỏ xíu mang theo vài phần đáng khinh, nhìn qua không có một chút tiên phong đạo cốt nào cả. Còn đang kinh ngạc không biết lão già này là ai, chỉ thấy Diệp Thiếu Dương nhảy dựng kêu lên: "Sư phụ!" Nhuế Lãnh Ngọc cùng Qua Qua khiếp sợ nhìn nhau, lão nhân dung mạo xấu xí này cư nhiên lại là sư phụ của Diệp Thiếu Dương, trưởng môn phái Mao Sơn, Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, chỉ vào mũi mà mắng: "Đụng chạm đến chính thần, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, mau mau lên núi diện bích 3 năm cho ta." Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót, đưa mắt ra hiệu cho Nhuế Lãnh Ngọc và Qua Qua vòng qua bên cạnh hai người, đi lên con đường nhỏ phía trước, xoay người vái chào Bạch Vô Thường một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Nhuế Lãnh Ngọc và Qua Qua cũng không nghĩ tới sự tình lại biến hóa nhanh như vậy, khiếp sợ không thôi. Thế nhưng nhìn thấy Diệp Thiếu Dương rời khỏi nên nhanh chóng đuổi theo. Lúc đi qua bên cạnh Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường ý đồ muốn chặn Qua Qua lại, kết quả Thanh Vân Tử đi lên ôm bả vai Bạch Vô Thường: "Này này này, lão thất, ta tìm ngươi có việc đây." Qua Qua sợ đến mức vội vàng chạy nhanh đuổi theo Diệp Thiếu Dương: Lão đại à, sư phụ của người thật là lợi hại, cùng với Bạch Tử Thần kia cũng có giao tình." Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, thấy Thanh Vân Tử khoác vai Bạch Vô Thường nói cái gì đấy. Bạch Vô Thường liên tục lắc đầu, tựa hồ không đồng ý. Bất quá từ biểu hiện thân mật của hai người mà xem, dường như là vấn đề cũng không có lớn. "Quái lạ, ta cũng không biết lão nhân cùng với Bạch Tử Thần kia có giao tình gì nữa. Đi về đã, hỏi sau." Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ đi vòng đường nhỏ về phía sau núi. Đỉnh núi có một tòa đạo quan, bên trong có ánh đèn, có thể nhìn thấy bóng người. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương lại cố tình không đi vào. Sao lại không đi vào? Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực nói: "Đây là ngoại điện, ở bên trong đều là ngoại môn đệ tử thôi." Vừa nói chuyện, ba người đi vòng qua đạo quan, xuống một sườn núi, theo một con đường mòn dừng trước một tòa đạo quan khác, nhìn qua thì rách nát vô cùng, có hình dáng cổ xưa. Lúc Qua Qua bước vào cửa, từ trên ngạch cửa đột nhiên phóng xuống một đạo thanh quang, đánh bay nó ra xa mấy mét, ôm mong lăn trên mặt đất đau kêu: "Thiếu chút nữa thì quên mất, trên cửa này có cấm chế, hết thảy quỷ yêu thi linh đều không thể vào sơn môn." Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, bàn tay để lên cửa, lấy xuống một tiểu đỉnh bằng đồng, thổi một hơi về dưới đáy, rồi quay sang vẫy Qua Qua: "Vào đi, không có việc gì nữa." "Người thổi có một hơi liền xác định không có việc gì nữa sao?" Qua Qua trong lòng vẫn còn sợ hãi. "Chứ sao, Lục Phương đỉnh này ngoại trừ sư phụ ta thì cũng chỉ nhận biết được ta. Pháp khí có linh, biết là ta về, nó không làm loạn nữa." Sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ tới thiên điện, trực tiếp tháo xuống chốt cửa, mò mẫm đi vào, bật đèn, cúi đầu thì thấy trên mặt đất rất sạch sẽ. "Không có lý nào." Diệp Thiếu Dương nhíu mày, lúc này ở ngoài cửa vang lên một âm thanh: "Sư phụ, đã về à?" Một thiếu niên ăn mặc như đạo sĩ đi tới, nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương thì giật mình: "Ba người các người là du khách à? Sao lại đến đây? Đây là khu vực cấm, nhân lúc sư phụ ta không có ở đây thì mau đi đi." Rồi tới muốn kéo bọn họ ra ngoài. Diệp Thiếu Dương bắt lấy cổ tay hắn, thiếu niên sửng sốt, vung một bàn tay đẩy tới, nhìn qua cũng có vài phần lực đạo, lại bị Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng bắt lấy, cười nói: "Thể thuật còn chưa có luyện xong." Thiếu niên ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi là người nào?" Ngón tay của Diệp Thiếu Dương chỉ vào mình: "Nơi này là nhà của ta, ngươi còn hỏi ta cái gì?" Thiếu niên kinh hãi, ngay sau đó cười to, phấn khích bắt tay Diệp Thiếu Dương khom mình hành lễ. Diệp Thiếu Dương lập tức bày ra vẻ hài lòng hưởng thụ. Không ngờ thiếu niên kia mở miệng: "Ngươi là Đạo Phong sư huynh à?" Diệp Thiếu Dương tức khắc cạn lời cả giận: "Đạo Phong mà như ta, còn trẻ mà lại soái ca như ta được sao?"
Chương 762 Đầu xuất bát quái tiên phần 1. À, vậy ngươi là sư huynh Diệp Thiếu Dương rồi. Thiếu niên lúc này mới nói đúng, nhiệt tình bắt chuyện. Diệp Thiếu Dương biết được tên hắn là Tô Khâm Trương, là đệ tử ngoại môn, mới nhập môn không lâu. Bởi vì tay chân cần mẫn cho nên được chọn đến nội môn làm người tạp vụ. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, bảo sao trong phòng lại sạch sẽ như vậy, là mình còn tưởng lão nhân kia đổi tính, thì ra là kiếm được tạp vụ mới. Nếu như đã là tạp vụ của sư phụ, Diệp Thiếu Dương cũng không cần khách khí, bảo hắn pha một ấm trà lại đây. Sau đó bảo hắn đi chỗ khác, lấy ra hai cái đệm hương bổ, đưa cho Nhuế Lanh Ngọc một cái. Qua qua là quỷ, không sợ bị dơ, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thấy Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi trên đệm hương bổ, thanh thản, thảnh thơi uống trà, qua qua buồn bực. Lão đại, sư phụ bảo người phải diện bích mà. Diện bích, cái đầu quỷ. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc nó. Đó là sư phụ cố ý nói cho Bạch Vô Thường nghe. Hơn nữa bản thiên sư trước nay chưa từng diện bích bao giờ. Hay hay, lão đại uy vũ. Qua qua muốn vuốt mông ngựa một chút, bị Diệp Thiếu Dương nhìn thấu. Đừng ngó đó mà vuốt mông ngựa. Người mau kể lại một lần xem chuyện xảy ra như thế nào. Vì sao ngươi lại bị quỷ tốt của Thái Âm Sơn theo dõi? Qua qua khoát tay. Còn không phải là đám gia hỏa đó. Quả thật là giống như là thuốc cao da chó vậy. Luôn phái người đến bắt ta. Lần này tới quá nhiều, ta đánh không lại, phải chạy dọc theo âm thủy hà, một hơi đến tận cầu Nại Hà. Ta nghĩ bên cầu có đầu trâu mặt ngựa canh gác, chúng nó không dám tới, ta sẽ được an toàn. Đúng là bọn nó không có dám tiến lên, nhưng cố tình làm cho cái tên tử thần mặt trắng kia theo dõi. Sau đó như thế nào người cũng biết. Diệp Thiếu Dương nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi hỏi, mới đầu hắn có biết người có quan hệ với ta không? Cái này, à, hắn có hỏi có phải là quỷ phó của người hay không. Ta nói đúng, hắn liền nói ta ỷ vào chủ tử là thiên sư, coi thường địa phủ giới luật, đòi bắt ta. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, quả nhiên là như vậy. Lão đại, vừa rồi người cùng Bạch Vô Thường đấu pháp, hình như là không có dùng thực lực chân chính của mình. Đâu chỉ không dùng thực lực, căn bản là không phải đánh thật. Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp câu chuyện, còn định nói gì đó thì Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, ra dấu tay im lặng. Quỷ thần có tai đó, đừng có nói bậy. Diệp Thiếu Dương cười cười, không nên uổng phí nỗi khổ tâm của hắn. Nghĩ lại sự việc vừa trải qua, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể nói Bạch Vô Thường diễn giống y như mình vậy. Ngay từ đầu, không chỉ có sắc mặt ngạo khí bức người, cho dù là trong lúc chiến đấu, hắn cũng thể hiện tràn ngập đắc ý, vẻ mặt khinh thường. Người không biết nhìn qua thì giống như Bạch Vô Thường đang cố ý làm nhục hắn, mới không dùng ra toàn lực. Thậm chí trong lúc làm phép, đến chú ngữ cùng tâm pháp cũng nói ra sạch. Dù sao, người cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta, thì dù cho nói cho người cách tránh né thì sao, cho người mệt chết. Cuối cùng Thanh Vân Tử đi ra hòa giải, gặp giữ hóa lành, đem phong ba bình ổn. Diệp Thiếu Dương hiểu thấu chuyện đang xảy ra, nhưng có một vấn đề mấu chốt không thể giải thích. Bạch Vô Thường vì sao lại dạy cho mình bí pháp sử dụng câu hồn tác? Mình căn bản không có quen biết hắn. Một người là thiên sư nhân gian, một người là âm ti chính thần, chưa từng giao tiếp. Hắn vì sao lại đột nhiên muốn truyền thụ cho mình đầu xuất bát quái tiên? Cái này cần phối hợp với âm chú để thi triển pháp thuật. Chẳng lẽ mình vì có câu hồn tác ở trong tay nhưng không phát huy được uy lực lớn nhất của nó, khiến cho hắn nhìn không vừa mắt? Diệp Thiếu Dương không cho rằng Bạch Vô Thường là một người thích lo chuyện bao đồng như vậy. Nghĩ đến Thanh Vân Tử cuối cùng cũng đi lên sân khấu diễn nốt màn kịch, Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Hay là hết thảy chuyện này đều là do sư phụ an bài? Ở dưới chân núi, Thanh Vân Tử nhận lấy câu hồn tác của Diệp Thiếu Dương từ trong tay của Bạch Vô Thường, trên mặt vẫn tươi cười lấy lòng. Lão thất, việc này cứ như vậy đi, ta trở về sẽ đốt cho người 50 cây hương nến tốt nhất, 50 bó tiền giấy. Cái gì? Bạch Vô Thường cả giận. 50 làm sao mà đủ, ít nhất cũng 100. Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi, người xuống đó cũng đừng có nói bậy nữa bà. Bạch Vô Thường hừ một tiếng. Thanh Vân Tử đột nhiên dừng cười, thấp giọng. Dưới đó thật sự muốn khai chiến à? Ngắn nhất 3 tháng,
dài nhất một năm, chắc chắn sẽ khai chiến. Bạch Vô Thường cũng thay đổi sắc mặt. Thanh Vân Tử chậm rãi gật đầu. Thái bình ngàn năm, giết chóc lại khởi. Chỉ là không biết kiếp nạn lần này sẽ ứng lên nơi nào, người nào đây. Bạch Vô Thường trầm mặc không nói gì cả, đứng dậy đến bên cạnh hồ nước, quay đầu nhìn Thanh Vân Tử, ý vị thâm trường. Người có thể về hưu rồi. Thanh Vân Tử cười ha ha. Ta đã sớm về hưu rồi. Lão đại, sư phụ của người cùng với người, rốt cuộc ai lợi hại hơn? Ở bên kia, Qua Qua nhớ đến màn đấu pháp ngắn ngủi giữa hai thầy trò bọn họ vừa trải qua liền tò mò hỏi. Nói nhảm, ông ấy là sư phụ ta, người nói ai lợi hại hơn? Cũng không nhất định đâu, trường hợp trò giỏi hơn thầy có rất nhiều. Hơn nữa, người có được độn giáp thiên thư, tiên thiên bát quái, toàn là đồ tốt. Sư phụ người hẳn là đâu có biết mấy thứ này. Thiên thư và tiên thiên bát quái bao gồm cả lạc thư, ta đều chưa có học hết. Sư phụ ta đúng là chỉ biết pháp thuật nội môn Mao Sơn, nhưng cũng đã tu luyện đến đăng phong tạo cực rồi, bài vị cũng cao. Trường Vô Kỵ có cửu dương thần công, càn khôn đại na di gì gì đó, có đánh thắng được Trương Tam Phong chỉ biết thái cực quyền hay không? Qua Qua gãi đầu thì thầm. Cái này thì làm sao mà so sánh được? Diệp Thiếu Dương giải thích. Kỳ thực sư phụ ta lúc trẻ tư chất bình thường, nhưng nghe nói có một ngày ông ấy đến bên bờ hồ mà chúng ta vừa đánh lúc nãy, xem rùa cá tranh ăn, đột nhiên ngộ ra thái cực đại đạo. Sau đó pháp lực mới có tiến bộ vượt bậc, lại khổ tu mấy chục năm, dù là cao thủ phù ấn thuật trong toàn bộ đạo môn cũng gần như là tồn tại vô địch. Sợ là chỉ có mấy lão đạo sĩ ở Huyền Không Quan kia mới có thể so sánh một chút. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì đã biết là Thanh Vân Tử, vội vàng bảo hai người đứng lên. Quả nhiên qua một lát, cửa phòng bị đẩy ra. Thanh Vân Tử một mình đi tới, vừa vào đến cửa liền ném câu hồn tác vào trong lòng của Diệp Thiếu Dương, không nói một lời. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Con đang lo là không lấy lại được câu hồn tác, vẫn là sư phụ để ý tới. Người thật là khó lường đó. Thanh Vân Tử trừng mắt nhìn hắn, dường như muốn phát tác. Diệp Thiếu Dương vội đi lên thân mật ôm lấy vai Thanh Vân Tử. Sư phụ, con rất nhớ người, con tưởng đời này sẽ không được thấy người nữa. Phì 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 cái mồm đi, ta còn chưa có chết đâu. Thanh Vân Tử trợn mắt nhìn khuôn mặt cười nịnh của đệ tử, âm thầm thở dài. Gặp phải cái loại vô lại này thật đúng là muốn giận cũng chẳng giận nổi. Thanh Vân Tử đưa mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc và Qua Qua, dừng lại ở trên hai người một lát, ánh mắt rất phức tạp. Nhuế Lãnh Ngọc là tán tu, không thể hành lễ của tông môn, liền đứng dậy nhìn Thanh Vân Tử gật đầu. Thanh Vân đạo trưởng. Qua Qua không biết nên gọi Thanh Vân Tử là cái gì, nhìn bản thân mình là quỷ, lại thấy đạo môn tông sư như Thanh Vân Tử, có chút sợ hãi, gãi gãi đầu, ngượng cười. Ra ra. Chương 763, đồ xuất bát quái tiên phần 2. Thanh Vân Tử khóe miệng run run. Người tuổi còn lớn hơn cả ta, ta gọi ngươi là ra ra mới đúng à. Qua Qua hoảng sợ xua tay. Ta là quỷ mà, tâm tính bất biến, vẫn là một đứa trẻ. Người là sư phụ của lão đại ta, tính ra thì lớn hơn ta hai bậc, tự nhiên là gia gia của ta rồi. Thanh Vân Tử định nói gì đó, định mở miệng lại ngậm lại, ý bảo mọi người ngồi xuống. Tự mình kéo một cái đệm hương bổ lại, ngồi đối diện với ba người. Ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương mới nói. Từ ngày ngươi xuống núi, bản lĩnh không biết thế nào, nhưng gan cũng to lên nhiều, lại còn dám động thủ với Bạch Vô Thường. Nếu cứ để người tiếp tục hỗn hào như vậy, sợ là địa phổ cũng dám xông vào à. Qua Qua vừa nghe, trong lòng đắc ý cười khẩy. Ra ra, người còn không biết, lão đại đã đi qua địa phủ, còn đánh một trận với Tam Pháp Vương của Luân Hồi Ti đó. Này, người cầm cái miệng đi ngay. Diệp Thiếu Dương giơ chân đá cho nó một cái, Qua Qua cuống quýt né tránh. Diệp Thiếu Dương tiến đến bên cạnh Thanh Vân Tử, đỡ vai của ông thấp giọng. Lão gia tử, người nói thật đi, chuyện lúc nãy có phải là do người an bài hay không? Này này, đừng có lừa con, người nói thật đi.
Thanh Vân Tử muốn nói lại thôi, đứng dậy đóng cửa, từ tay áo lấy ra bút chu sa vẽ nhanh vài nét lên cánh cửa. Lúc này mới yên tâm quay lại đệm hương bồ ngồi xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương. Nếu như người đã nhìn ra, ta nói thẳng, chuyện này cũng không phải là do ta chủ trương, là hắn tìm ta trước đó. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, vốn tưởng sư phụ chủ động mua chuộc Bạch Vô Thường đến dạy mình tiên pháp cổ câu hồn tác, việc này còn có thể lý giải. Nhưng nếu là do Bạch Vô Thường tự mình tìm tới thì vấn đề này có thâm ý sâu hơn. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn, chờ sư phụ nói tiếp. Thanh Vân Tử lắc đầu. Chuyện này ta cũng không biết tỉ mỉ cụ thể là như thế nào. Pháp sư chúng ta vốn chỉ lo chuyện trên dân gian, âm thần quản âm phủ. Bạch Vô Thường chạy tới dân nhân gian tìm ngươi truyền thụ âm chú. Theo như ta nghĩ, đây là lần đầu tiên. Có thể là hắn muốn bồi dưỡng người đấy. Cái gì? Bồi dưỡng con á? Diệp Thiếu Dương toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chả lẽ lại muốn con đi làm âm thần à? Con còn chưa có muốn chết đâu sư phụ. Con còn chưa có lão bà à? Người còn chưa được bế đổ tôn, người nhẫn tâm như vậy à? Thanh Vân Tử trợn to mắt. Thế thì người nhanh chóng kết hôn đi, sinh mấy đứa đổ tôn cho ta chăm sóc. Còn người sống chết ta mặc kệ. Cái gì? Người có còn là sư phụ của con hay không? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng mắng. Bằng không người xuống dưới đó mà làm âm thần, người còn lợi hại hơn nhiều mà. Thầy trò hai người này đấu khẩu một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc và Qua Qua ngồi một bên nghe không biết nói cái gì nữa. Hai thầy trò nhà này đúng thật là kỳ quái, xúi nhau đi tìm chết. Thanh Vân Tử lúc này mới nhớ ra ở đây còn có người ngoài, không muốn tổn hại hình tượng tông sư của mình, liền tát vào gáy của Diệp Thiếu Dương một cái, ho khan hai tiếng. Nói chính sự với nhà người đi, hiện tại Thái Âm Sơn có động tĩnh rất lớn, xem chừng là muốn khai chiến với âm ti. Bạch Lão Thất dạy người âm chú, hẳn là muốn mượn sức ngươi, đến lúc đó trợ giúp nghênh địch. Như vậy Diệp Thiếu Dương có chút giật mình. Vì sao lại tìm con? Con đâu có phải nhân vật gì lợi hại. Hơn nữa căn bản con sẽ không tham gia vào tranh đấu ở quỷ vực đâu. Đối với việc Thái Âm Sơn đang dục dịch, lúc trước hắn cũng biết, cho nên khi nghe được cũng không có thấy giật mình. Thanh Vân Tử nói, việc này ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng thăm dò qua Bạch Lão Thất, việc này rốt cuộc là ý cá nhân hắn hay là trên người sai, có người trên sai hắn làm vậy. Nhưng hắn nhất định không nói, cái này cũng không thể trách hắn được. Truyền thụ âm chú cho pháp sư nhân gian chính là đại phạm giới luật, cho nên hắn mới hao tổn tâm huyết nghĩ ra biện pháp này. Cho dù là có người biết được thì hắn cũng chỉ có thể chối sạch sẽ quan hệ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Con cũng nghĩ như vậy. Nếu hắn thật sự muốn đối phó với con, một khi hắn sử dụng chiêu hồn phiên, sợ là không có khiên qua được đâu. Qua Qua xoa ngực, vẻ mặt đau khổ. Đáng thương cho ta, bị hắn đánh một trường, có diễn trò cũng nhẹ tay một chút chứ. Thanh Vân Tử nói, người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Nếu như người có cầu hồn tác trong tay, hắn cũng dạy người cách sử dụng âm chú. Không thích thì không học. Bộ đầu xuất bát quái tiên, thủ quyết và chiêu thức, người nhớ chưa? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chỉ cần sau này luyện tập nhiều hơn một chút là con có thể nắm vững. Cái này uy lực quả thật rất lớn, thích hợp quần công. Long Tuyển Kiếm chủ công, Thái Ất Phất Trần chủ thủ cùng phụ trợ, Đinh Diệt Linh cận thân. Nếu như mình luyện được đâu xuất bắt quái tiên này thì coi như pháp thuật quần chiến cũng nắm trong tay. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ trong lòng càng vui mừng. Thanh Vân Tử nhìn Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt cái cằm chỉ còn vài cọng râu thưa thớt. Mới vừa rồi, khi ngươi còn chưa biết rõ chân tướng loại biểu hiện này, ta hỏi ngươi lúc đó có nghĩ đến chuyện sau khi đánh nhau thì thế nào không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Dạ không nghĩ tới, chỉ nghĩ đánh trước tính sau. Dù sao con cũng không thể để hắn mang Qua Qua đi được. Qua Qua ánh mắt đầy nước cúi đầu. Thanh Vân Tử nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc. Cô nương này pháp lực cũng không thấp, hẳn là hiểu được quy tắc của giới pháp thuật. Lúc ấy cô có gan giúp thằng nhóc chết tiệt này, cô không nghĩ đến hậu quả à? Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta làm việc không nghĩ hậu quả, đáng giá là được. Hai chữ đáng giá khiến trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động và ấm áp. Thanh Vân Tử lắc đầu cười khổ. Các người muốn giúp thằng nhóc này, lá gan cũng không nhỏ đâu. Qua Qua nghe vậy thì cười hăng hắc. Ra ra đừng nói thế, không chỉ riêng mình ta đâu,
lão đại còn có mấy yêu phó quỷ phó, bất luận xảy ra chuyện gì, những người còn lại đều toàn lực giúp. Mọi người náo nhiệt một hồi, đâu có quan tâm hậu quả hồn phi phách tán như nào đâu. Diệp Thiếu Dương cũng cười nói: Sư phụ, người đừng trách con, nếu như con bị người khác khi dễ, người còn có thể ngồi yên mà mặc kệ à? Ta đương nhiên là mặc kệ con mẹ nhà ngươi rồi. Thanh Vân Tử hừ một tiếng: Ta trốn còn không kịp đây. Được rồi, giờ khuya rồi, ngày mai nói tiếp, ta đi ngủ. Thanh Vân Tử đứng dậy gọi Tô Khâm Trương từ bên ngoài đi vào, bảo hắn giúp Diệp Thiếu Dương dọn dẹp trong phòng một chút. Phân phó xong liền rời đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn ống lại: Này, người là chủ nơi này, tốt xấu gì cũng sắp xếp cho bằng hữu của con một gian phòng chứ. Thanh Vân Tử sửng sốt quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc: Làm sao, hai người các ngươi không ở chung à? Con thật sự cũng muốn như vậy. Diệp Thiếu Dương dùng sức vả vào miệng, không cẩn thận đã nói hết lời trong lòng ra, đỏ mặt: Sư phụ nói cái gì vậy? Đây là bằng hữu của con, không phải... Thanh Vân Tử lập tức mắng: Cái thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi, lúc xuống núi ta đã nói thế nào, tìm được người đẹp dẫn lên núi, vất vả lắm mới đưa một người về, hóa ra lại không phải à? Diệp Thiếu Dương quẫn bách không thôi, đành phải chống chế vài câu rồi bảo Tô Khâm Trương giúp Nhuế Lãnh Ngọc sắp xếp một căn phòng, còn mình đích thân đem chăn nệm qua đưa cho nàng. Trong phòng có nhà vệ sinh riêng, hoàn cảnh cũng không tệ, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có gì phải than phiền cả. Diệp Thiếu Dương thu xếp ổn thỏa cho nàng xong, lúc này mới về phòng mình. Đã rất lâu không trở về, căn phòng vẫn như cũ, tuy có cũ nhưng thân thuộc. Diệp Thiếu Dương bảo Tô Khâm Trương ra ngoài tự mình dọn vệ sinh, dùng nước ấm đun bằng năng lượng mặt trời tắm rửa một lát, thoải mái nằm trên giường. Qua Qua bị thương, nó vào trong phòng một cái, lào lao chui vào trong chăn, lăn đùng ra để nghỉ ngơi dưỡng thương. Hết chương 763, hết tập 99. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.